27 tháng 8, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh đã có chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với niềm vui sướng trong vòng vây người hâm mộ sau khi xuất sắc đạt 3 huy chương vàng SEA Games 29. Cảm xúc của em bây giờ, em rất là hạnh phúc và tự hào về em đã làm được và đã mang về cho Việt Nam 38 huy chương vàng. Huy chương vàng thì người đầu tiên em muốn tặng là cô. Tiếp đó là người cha ở Việt Nam của em đã luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em để em có được thành công ngày hôm nay. Thì người dân, người hâm mộ Việt Nam cũng đã theo dõi và ủng hộ em trên đất khách để em có một động lực lớn, cố gắng hoàn thành và mục tiêu của em, cũng như đem về 80 chương vàng về cho Tổ quốc. Sau khi từ Mã Lai về Việt Nam thì điều đầu tiên chắc em xin phép về nhà. Tại vì xa nhà 10 ngày em cảm thấy là rất là nhớ gia đình, nên là mau chóng quay về gặp ba.